Hay là sau bé kim cương này tiện thể mình làm thêm bé ruby. Máu thế cái chuyện này. Chào bố, chào mẹ, chào bác, chào Thím ạ. Cháu chào cả nhà. Anh cũng biết đường mò về thế à? Alo Bảo à? Thiên sư thằng Bách Bò này, mày làm gì mà từ chiều giờ tao gọi không được? Điện thoại tao vừa bị hết pin. Thế tình hình thế nào rồi? Tao nằm đây cả buổi chiều, có thấy ông bà già đến đón đâu. Mẹ mày bị ngất, tao phải đưa đi viện đấy. Cái gì? Sao lại đi viện? Sao lúc chiều tao gọi chỉ thấy khóc lóc thôi mà, có ốm đau gì đâu mà đi viện. Mẹ mày phải đi cấp cứu, nhưng về nhà rồi, mày về ngay đi nhá. Thôi chết rồi, nghịch ngu rồi. Mà thôi, mày đến đón tao luôn, nhá. Có mặt tao cái là tin tưởng các cụ sáng láng ngày mà, nhá. Chúc mừng chị dâu của em. Chị có bầu là cả họ mình mừng lắm đấy. Tuổi này mà còn có con á, đúng là trời cho nhá Thím Châu. Giờ á, thanh niên khỏe mạnh á, còn mong lên mong xuống chả có ấy chứ. Được như thế là hiếm lắm đấy. Rồi hiếm gì hả chị? Em còn đang thấy ngại đây này. Ngại gì mà ngại. Đấy. Trời ơi, nghe tôi cũng vào đi, tôi nghe gì. Chiều nay cái lúc mà nghe bác sĩ thông báo là vợ tôi có bầu, tôi không tin vào tai mình. Tôi bị hỏi đi hỏi lại, tôi cứ nghĩ là họ trêu mình. Tính tâm tuổi mình mới là sao lại có con được. Nhưng chị biết đâu, hóa ra là thật. Đây, tôi phục tôi quá cơ. Tao xin lỗi nhá. Lúc chiều gọi điện cho mày, tao phải giấu, không dám nói. Sợ mày biết, mày sốc, mày lại bỏ đi luôn. Nhưng mà cái lúc mà mẹ mày biết mày bị thương ấy, mẹ mày lo cho mày lắm, ngất luôn ấy. Nhưng mà tao không hiểu sao lúc tỉnh dậy, biết tin có bầu ấy, bà tự nhiên thì trở mặt luôn, không hỏi han gì đến mày nữa. Xong còn trách tao là cứ bao che cho mày này nọ. Giờ tự nhiên có thêm đứa con, xong rồi đặt tên là Kim Cương. Không, thế là đủ biết là coi trọng như thế nào. Nhưng mà thôi Bảo ạ, đằng nào cũng về rồi, cứ vào đã trong tính sau nhá. Này này mình ơi, hay là sau bé Kim Cương này tiện thể mình làm thêm bé Ruby. Máu thế cái chuyện này. Chào bố, chào mẹ, chào bác, chào Thím ạ. Cháu chào cả nhà. Anh cũng biết đường mò về thế à? Này, hình như mẹ mày giận ấy. Tại lúc bà ấy bị ngất, tao đã khai thật là mày đi đánh nhau với cả người khác nên bị thương, chứ không phải cho ngã. Tình hình này hơi căng, tao té trước. Dạ, cháu xin phép cháu có việc phải đi ngay. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Thế thằng Bảo lên thành phố, giờ làm gì rồi cháu? Dạ, cháu... Gì thấy bố mẹ mày bây giờ cũng có tuổi rồi, mày phải tập trung tu trí mà làm ăn chứ. Cứ lồng bồng làng bàng mãi thế hả cháu? Đấy, con thấy chưa? Mẹ có đổ oan cho con không? Chơi bời lêu lổng, bị người ta đánh cho, ai mà thương được. Mà bây giờ bố mẹ già rồi, lại sắp có em bé, chăm một mình nó đã đủ kiệt sức rồi. Anh cũng đến lúc phải tu trí đi, lông bông mãi không ai chịu nổi đâu. Thôi mình đừng nói nữa, kệ nó. Đấy, bây giờ mình cứ phải lo ăn uống bồi bổ vào đấy, và lại tránh những cái gì nó xúc động. Bây giờ mà xúc động mà nó ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Mình đúng đấy, chị ăn đi, mai em lên huyện em mua cho chị mấy thang thuốc bổ nhá. Không được, thuốc thang là không thể uống tùy tiện được. Cái này là phải gặp bác sĩ, rồi bác sĩ người ta bảo làm sao thì làm theo như vậy. Thôi, em nghĩ là bác không phải thuốc thang bác sĩ gì đâu. Giờ bác chỉ để tâm nghĩ đến em bé thôi. Bác cứ ăn uống bồi bổ đủ chất vào là em bé khỏe mạnh nhá. Đúng rồi đấy, mình vẫn bây giờ quan trọng là tập trung vào cái thai này. Nhá, ăn uống thật nhiều ạ. ăn đi, đi, nào. Mình hầm cho mình mấy con chim. Này, đi đâu đây, lại dỗi à? Anh kệ nó đi, không phải gọi đâu. Nó không chịu hiểu vấn đề thì làm sao mà cải tạo được. Cứ phải để cho đời nó dạy, cho nó tỉnh ra mới trở thành người tử tế được.
Oh, my God.